Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày được phát sóng hàng tuần trên kênh VTC16. Chương trình có sự đồng hành của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin toàn cảnh về sâu bệnh và dịch hại hàng tuần, cũng như những khuyến cáo kịp thời của các cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật để bà con có đầy đủ thông tin, kiến thức bảo vệ cây trồng. Trước hết là tại khu vực Bắc Bộ, tuần này thời tiết sẽ có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Hiện nay, toàn miền đã gieo cấy được trên 66.000 hecta lúa chiêm xuân sớm, trong đó thì lúa xạ sinh trưởng phổ biến ở giai đoạn gieo cho đến đẻ nhánh và lúa cấy là giai đoạn cấy hồi xanh đẻ nhánh. Toàn miền đã ghi nhận trên 1.200 hecta lúa bị ốc bưu vàng gây hại, 69 hecta bị chuột cắn phá, 87 hecta nhiễm bệnh tuyến trùng rễ và 25 hecta bị bệnh nghẹt rễ. Hiện nay bà con nông dân các tỉnh Bắc Bộ đã và đang gieo cấy lúa đông xuân 2021 và chuột lúc này đang ẩn nấp tại các bờ trục đường lớn, khu trang trại chăn nuôi, khu vực nghĩa trang, bờ ruộng. Do đó mà tổ chức diệt chuột tập trung ở những nơi ẩn nấp của chuột trong thời gian này là rất hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do chuột gây ra, góp phần bảo vệ sản xuất bà con có thể tổ chức diệt chuột bằng biện pháp thủ công như là đánh bắt, hun khói, đổ nước hay là quây lưới hoặc cũng có thể diệt chuột bằng bả sinh học, thuốc trừ chuột hóa học có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam. Chuyển sang thời tiết tại khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết trong vùng tuần này sẽ là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù giải rác, trưa và chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, Hiện toàn vùng có gần 305.000 hecta lúa và mạ xuân đã gieo, dự báo là diện tích này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Chuột và ốc bưu vàng vẫn là hai đối tượng sinh vật gây hại chủ yếu trên các diện tích lúa tại đây. Bà con cần phải tiếp tục tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi sát các đối tượng dịch hại cây trồng, chủ động phòng chống rét cho mạ và lúa mới gieo. Bên cạnh đó cũng cần phải thực hiện các biện pháp phòng trừ chuột và ốc bưu vàng theo khuyến cáo và chỉ đạo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật địa phương. Ngoài ra trên cây sắn thì các tỉnh trong vùng cơ bản đã thu hoạch xong và đang bắt đầu trồng sắn niên vụ 2022, thế nhưng vẫn còn tới 135 hecta sắn bị nhiễm bệnh khảm lá trên đồng ruộng. Với những diện tích trồng mới thì bà con cần phải chuẩn bị hom sắn sạch bệnh, giống kháng bệnh cho niên vụ mới, không sử dụng hom sắn ở những vùng nhiễm bệnh làm giống và cần phải tiêu hủy tàn dư cây sắn đã nhiễm bệnh khảm lá. Thời tiết tại khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tuần này, ngày trời nắng và có mưa rào rải rác vài nơi, đêm và sáng sớm trời xe lạnh. Trong vùng lúa vụ đông xuân 2021-2022 hiện đã xuống giống được gần 314.000 hecta chủ yếu là đang trong giai đoạn đẻ nhánh đồng chỗ. Toàn khu vực ghi nhận 947 hecta lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá và 1.500 hecta bị chuột gây hại để bảo vệ sản xuất không để sâu bệnh phá hại nghiêm trọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cây trồng thì bà con cần phải thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện loài sâu bệnh chủ yếu có thể gây hại thành dịch để có chủ trương ngăn chặn kịp thời. Nếu như thấy bệnh đạo ôn chớm xuất hiện thì cần phải ngưng bón đạm ngay cho ruộng lúa và không để ruộng bị khô nước nếu như bệnh đạo ôn đã bùng phát mạnh thì cần phải dùng một trong các loại thuốc đặc trị có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và chú ý là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc bổ đúng. Cuối cùng là tại Nam Bộ, thời tiết khu vực Nam Bộ trong tuần này phổ biến là có mưa rào và rông vài nơi. Hiện toàn vùng đã xuống giống được trên 1 triệu 578 000 hecta lúa đông xuân. Cây lúa tập trung ở nhiều giai đoạn như là mạ, đẻ nhánh, đồng chỗ hoặc là chín diện tích lúa nhiễm sâu năn hay còn gọi là mũi hành đến thời điểm này là trên 5.300 hecta đã tăng tới 1.500 hecta so với tuần trước. Để quản lý hiệu quả và bền vững sâu năn hại lúa, bà con cần áp dụng quy trình kỹ thuật phòng trừ sâu năn hại lúa của Cục Bảo vệ Thực vật. Bên cạnh đó thì cũng cần phải tuân thủ lịch thời vụ của cơ quan chuyên môn cày ải phơi đất ngay sau thu hoạch lúa tối thiểu là 15 ngày bà con cần phải vệ sinh sạch cỏ dại, lúa chết trong ruộng và lúa hoang mọc ở các canh mương. Cũng cần phải hạn chế gieo trồng các giống lúa thơm nhiễm sâu năn như là Jasmine 85 hay là OM 4900. Bà con cần phải đẩy mạnh áp dụng gói kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1.5 giảm và công nghệ sinh thái tức là trồng hoa trên bờ ruộng. Bà con chú ý là chúng ta sẽ cần phải làm đất thật kỹ và san phẳng mặt ruộng, không giữ nước ruộng sâu quá 5 cm và cũng cần phải áp dụng tưới nước tiết kiệm, ướt khô xen kẽ. Bà con chú ý là không sử dụng uh, thuốc trừ sâu trong giai đoạn từ 4 uh, trong khoảng từ 0 cho đến 40 ngày sau khi mà gieo xạ. bà con cũng cần phải bón phân cân đối, không bón thừa đạm và sử dụng chất kích thích sinh trưởng ở giai đoạn mạ cho đến đẻ nhánh, tăng cường bón lân và kali, bổ sung thêm phân có hàm lượng canxi, magie và silic. Bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày của kênh VTC16 đến đây là hết. Cảm ơn cục bảo vệ thực vật đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.